Tôi đang có mặt ở vườn thực vật nhiệt đới lớn và đẹp bậc nhất Đông Nam Á. Chúng ta hãy cảm nhận vẻ hoành tráng của nơi này từ trên cao. Đây chính là khu vườn nhiệt đới nhân tạo Nong Nook thuộc tỉnh Chonburi. Nong Nook là tên riêng của người phụ nữ đã có công lớn tạo ra khu vườn này từ năm 1954. Nơi đây được chia làm nhiều khu vườn khác nhau, vườn Pháp, vườn châu Âu, vườn Hoa Lan, vân vân. Toàn bộ khu vườn có khoảng hơn 20.000 loài cây nhiệt đới khác nhau, quy tụ từ hơn 50 quốc gia. Tất cả đều được chăm sóc một cách hết sức kỳ công. Không chỉ tạo lập những khu vườn để sinh viên đến học tập và nghiên cứu về thực vật học, vườn Nong Nook còn là nơi mô phỏng rất nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới. Bạn Nong Nook, chủ nhân của nơi này, đã đi khắp thế giới để lấy cảm hứng từ những khu vườn nổi tiếng. Một trong số đó phải kể đến khu vườn đá di sản thế giới Stonehenge. Chủ nhân của khu vườn Nong Nook đã trồi đắp rất nhiều hình tượng các loài động vật nhiệt đới khác nhau ở nơi đây. À, có rất nhiều hình ảnh của các loài động vật hoang dã trong khu vườn này, mà nếu như không để ý có thể bạn sẽ tưởng chúng là thật. Có một loài động vật được nuôi tại đây rất thu hút khách tham quan, đó chính là những chú voi. Thật thú vị khi ở một số nơi bạn có thể nhìn thấy những biển chỉ dẫn bằng tiếng Việt như thế này. Công việc của chúng là chở những vị khách đi tham quan khu vườn Nong Nook. Cách vườn nhiệt đới Nong Nook khoảng hơn 10 cây số là chợ nổi Bốn Miền, khu chợ nhân tạo lớn nhất Thái Lan. Cũng giống như Nong Nook, chợ Bốn Miền là khu chợ nổi nhân tạo lớn ở Thái Lan. Đúng như tên gọi của nó, chợ Bốn Miền bao gồm các sản vật của bốn địa phương lớn của đất nước Thái Lan. Trước tiên chúng ta hãy cùng đến thăm các sản vật của khu vực phía Đông Bắc và phía Nam. Mỗi miền lại có những sản phẩm đặc trưng khác nhau được bày bán và giới thiệu đến du khách. Chúng ta cùng xem những sản phẩm đặc trưng của phía Bắc Thái Lan là gì. Vâng, chúng tôi có thể nhận thấy rất là quen thuộc những chiếc ô giấy đặc trưng của Chiang Mai. Đến thăm chợ nổi thì bạn có thể lựa chọn phương tiện đi lại bằng thuyền hoặc là đi bộ trên những hành lang rất xinh xắn. Không chỉ có mua sắm ở các gian hàng mà đến với chợ nổi bạn còn có thể thưởng thức rất nhiều các loại hình nghệ thuật khác nhau. Muay Thái, thế nhưng ở đây thì họ lại thi đấu mà trong tình trạng bị bịt mắt. Một ngày khám phá những địa điểm du lịch nhân tạo đã giúp tôi hiểu được cách làm du lịch khôn khéo của người Thái Lan.